Hello, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người cho em Toàn gửi một lời chào thân ái và một lời chúc buổi tối vui vẻ đến tất cả mọi người. Đấy, hôm nay em có hai vị thần của Nhật bằng xương nhá mọi người nhá, bằng xương thật nhá. Đấy, đây mời tất cả các bác xem. Đây, em quay lại cho các bác xem này. Đây, phía đằng sau nó này. Đấy, các bác thấy chưa? Đây là một vị này là đằng sau đeo hai chú cá chép. Và vị thần này thì là đằng sau là một bị tiền. Đấy, một bị tiền rất là to luôn. Đấy, và cầm một chiếc búa. Cái này là đặc nhá mọi người nhá. Toàn bộ là họ ghép bằng xương từng mảnh một vào nhá. Chứ không phải bằng nhựa nhá. Đấy, em quay lại mặt chính cho các bác xem này. Đấy. Bên này là vị thần biển cả này, vị thần biển cả của Nhật này. Đây là cùng có cái giỏ này, có giỏ đựng cá này. Và bên này là một vị thần gì em quên, em không nhớ nhá mọi người nhá. Đấy, hai vị thần rất là đẹp luôn. Thôi em xin phép là em đo kích thước cho các bác xem. À đây, các bác xem này, đây này. Đấy, ở bên dưới này là nó cũng ghép từng một mảnh một đây. Đây, để em cho các bác xem này. Đấy. Nó ghép từng một mảnh xương một, nó trở thành lên được như này, chứ không phải là nguyên khối nhá mọi người nhá. Làm gì có xương gì mà nguyên khối. Anh em xin em đo cho các bác cái chiều này. Chiều dài của cái này là 33 nhá mọi người nhá. 33 này. Bề ngang của cái này này là 12,5 này mọi người này. 12,3 đi, 12,3. Chiều cao của một vị thần nha mọi người nhá. Em đo chiều cao. Chiều cao của vị thần này vào khoảng 16, 15 đấy mọi người. Như này hơn 15 và 16 đấy. Nếu như em nhìn thước này nó vào khoảng tầm gần 16 mọi người nhá. Đây vị này. Vị này cũng thế mọi người ạ, cao khoảng gần 16. 15,5. 16 đấy mọi người ạ, 16. Thôi em cứ như này mọi người hình dung giúp em nhé. Em đo chiều ngang. Đây chiều ngang đây mọi người. Đấy. Chiều ngang cái bụng rất là to luôn. Đây. Chiều ngang. Đây em xin em đo vị này. Đây chiều ngang đây mọi người. Đấy. Rất là đẹp luôn. Hàng làm bằng tay của Nhật nhé mọi người nhé. Rất là đẹp. Đấy, các bạn đây có cái dây này, có cái dây để xích con cá này mọi người này. Em nhấc lại cho các bác xem hai con cá. Đấy, hai con cá đây. Hàng này khá là hiếm luôn các bạn, nó bằng xương cực kỳ hiếm luôn. Với size nó to như này không phải là dễ tìm đâu nhá mọi người nhé. Hàng này rất là hiếm luôn. Đấy, ở đây có vẽ cả khắc cả bông hoa này mọi người. Toàn bộ những cái này là họ khắc nhé mọi người nhé. À, quý anh chị nào mà ưng ý cái sản phẩm này thì quý anh chị cứ liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Em Toàn sẽ ship về cho mọi người. Đấy, mọi người thấy chưa? Quá ok luôn. Thôi em Toàn xin phép kết thúc video ở đây đi. Em Toàn xin cảm ơn tất cả quý anh chị và các chú đã xem video của em Toàn. Em Toàn xin gửi một lời chào thân ái nhất đến tất cả mọi người. Em chào mọi người.